Xin chào ông bà cô chú nha. Hôm nay mình nhà mình sẽ có một chuyến đi camping xuống Hồ Tràm. Bây giờ nhà mình đang ở Phà Cát Lái. Mình sẽ đi theo tướng Phà Cát Lái lên vô Bắc Lộ. Sau đó thì sẽ quẹo vô Bà Rịa. Bây giờ mua vé để chờ qua phà. Chậm đó. Để qua phà. Cho mình đợi để lên phà đây. Lên phà thôi. Bây giờ mình đi đó là nó đang mưa nên có mưa. Trọng thủy xuống dưới cầm bình ngủ liều thì nó sẽ không bị mất mưa. Phà này thì giống như đi phà bình thường thôi. Xin chào đi. Con đi đâu á? À, con chào ông bà cô chú đi. Con đi đâu á? Con đi xem ngủ lâu. Đi xem ngủ lâu. Con đi ngủ liều. Cắm trại ngủ liều đúng không? Đi xem ngủ lâu đúng không? Đi xem ngủ lâu hả? Chỉ còn một con sát lạ hả mẹ? Tàu đã tới rồi đây. Lên qua Đồng Nai nha. Sài Gòn qua Đồng Nai. Bố mẹ nói là mẹ hát thì con hát hồi nãy. Ê dạ. Mẹ hát gì? Mẹ không biết. Chúc mừng sinh nhật. Quê Úc Tôm Đồng Nai. Đồng Nai với Sài Gòn cách nhau có con sông. Con mốt cái xe cầu ở đây luôn là đi thuận tiện ha. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng cái con đường này luôn. Bây giờ mình thuê liều lên cả nhà. Người ta dắt 4 miếng dán lại, người ta ghép lại, xong rồi người ta sẽ dựng liều cho mình. Cái liều này 500. Còn cái liều bên phía bên này là 700. Còn cái liều to hơn nữa là 1 triệu. Ở đây nè. Khu này nè, ngay sát biển luôn. Bây giờ là buổi chiều tối rồi. Trời đang mưa lâm râm.
Nè, chú dựng liều kìa. Ở đây thì chỉ sợ gió lạnh thôi chứ muỗi thì chắc không có à. Nếu mà mình có liều á mình mang vô cũng được. Vé vào cổng là 150. Bắn lại cho chắc để thôi. Gió nó bay cái liều mất tiêu à. Phải bắn ốc luôn. Có niệm có mền chứ. Từ từ đi con ơi, từ từ để chú ấy qua lấy niệm. Sạc pin, điện. Phải có điện chứ. Hoàn cảnh buổi tối đây nè cả nhà. Cũng nhiều người lắm nha. Nhưng mà theo mình được biết á, thì cái chú kia nói á, thì ở đây á, chỉ có vào cuối tuần thôi. Những ngày lễ á, thì đông hơn xíu. Đây liều mình đây. Cuối tuần với lại lễ thì mới có khách, còn ngày bình thường thì không có khách đâu. Ở trong đây thì được cái là không có cho đem lo kẹo kéo nha. Họ không cho đem lo kẹo kéo vào. Tại vì ồn ào nên là sợ ảnh hưởng tới người khác. Liều này là 1,2 triệu nè cả nhà. Liều mông cổ. Khu này là ra bờ biển. Còn ở trong kia cũng còn một khu, nhưng mà trong kia là khu view bờ sông. Cái này là cái hồ chính giữa. Mấy em chơi vui à. Mình có thể mang liều theo nè. Cái này là liều tự túc nè. Còn tự mang liều theo tự căng. Ui dám nhện. Bây giờ mình sẽ đi order thức ăn. Ủa không có lẩu hả chị? Có lẩu á, bây giờ chị kêu đi ở trong kia nó bưng ra. Còn ở đây là có sáng đêm, còn kia là trước 7 giờ, 7 8 giờ là. Lẩu gì? Có lẩu gì chị? Dạ em đưa cái menu cho. Ở đây thì chỉ có đồ nướng thôi, nhưng mà muốn ăn lẩu.
cơm nữa. Nè, em đi qua mấy này em uống nha. Lẩu. Lẩu hải sản. Hồi nãy biết vậy mình mua bắp với lại mình mua khoai đồ vô đây mình nướng. Trời mưa thế mẹ. Tại vì đây là lần đầu tiên á cả nhà nên là không có biết là trong đây nó có cái gì á. Nhiều khi là mà trong những cái dịch vụ như thế này á, họ mình đem đồ vô thì họ sẽ phụ thu. Nhưng mà ở đây thì không có nha, mình muốn đem thì mình đem thôi. Đồ của mình đem vô đầy đủ cũng được luôn á. Họ chỉ bán vé cho mình 150 một vé thì mình vào đây liều của mình tự dựng luôn. Ví dụ như mình có lò than hay là có bếp, có đủ thứ thì mình đem đủ thứ, không có tốn tiền gì nữa. Anh mệt quá rồi, anh ra đây anh nằm anh coi TV, coi phim rồi. Lần đầu ảnh được trải nghiệm ngủ liều. Thích lắm. À bên đây. Trắng đủ mà. Được rồi. Bây giờ nó kêu chẳng ớt à. Ớt kiểu nào bây giờ. Bên đây cũng có mấy anh nè. Mấy anh mang đồ. Mấy anh ăn đồ ăn quá trời luôn. Đem nhà theo. Dạ. Mua ở nhà đem theo, ở đây có vẻ là khá là giá cũng mắc nha. Một phần tôm nướng 3 lạng thôi là 250. Một phần mực nướng cũng 3 lạng là 250. Bé ơi. Đây nhà mình kêu một phần bạch tuộc nhúng lẩu. Đây có phần bạch tuộc, phần lẩu, rau. Nước lẩu này. Hai đôi mì. Và đem ra nhìn. Còn bên đây là cá nướng. Cá nướng cuốn bánh chén. Mình sẽ ăn lẩu trước nha. Nhìn cá nướng sao. Bà ăn.
chua chua. Mời cả nhà nha. Có nước nấm vô có vị nó khác được. Đi ngang nhà vệ sinh nè mọi người. Nguyên khu này có được 4 cái nhà vệ sinh, 4 cái phòng tắm bằng gỗ nha. Bên đây có 1 liều. Đẹp chưa? Đi có 1 chó nữa kìa. Chiêu ghê. Thôi đi qua đây với mẹ nè, đi qua đây vui nè. Ở khu này nó tách biệt á. Mình đang ở khu ngoài biển. Còn ở trong này là cái hồ. Cái hồ này á thì có cái chèo súp á cả nhà. Mình sẽ ngày mai mình sẽ chèo súp á. Còn bây giờ thì tại vì mình đi nó hơi trễ á. Mình vào đây là khoảng 6 giờ luôn á. Nên mà mình không có chèo. Con thấy chỗ này sao? Lạc lạc. Con thấy chỗ này sao? Con đi chơi ở đây con thấy sao? Cũng vui. Cũng vui hả? Con đi con phải nhìn ở dưới đất. Nó không còn con dấp một cái là con cúi cái đầu xuống sông luôn à. Đúng không? Cá ở dưới này nhiều lắm nha. Hả? Có cá ăn thịt không? Có không? Không. Có cá đồng thôi chứ cá ăn thịt đâu. Có cá rồng hả? Ừ, cá đồng. Cá ở đây cũng rộng lắm cả nhà. Mình xuống á mình không có đặt liều trước đâu. Xuống cái này họ hỏi mình muốn thuê liều bao nhiêu? 500, 700, 1 triệu, 1 triệu 2. Cái nào cũng có, họ có nhiều liều lắm. Nên là họ không có kiểu mà đặt trước như ở Cần Giờ. Cái La Ta Camping Cần Giờ họ đặt trước mình đi á, là mình không đặt trước á, là không có liều nha. Còn ở đây á, thì mình không cần đặt. Quá trời cá ở dưới luôn kìa. Sói, hang sói. Hang sói là cái gì đây? Hang sói camping. À mình biết rồi cả nhà ơi, cái khu camping này á nó chia ra có 3 khu vực. Khu này là khu hang sói nè, bên kia là vitamin C camping. Còn một khu ở phía ngoài của mình á, ở ngoài biển á là một khu khác nữa.
Ở đây có số thiệt hả? Đúng rồi. Khi mà mình vào đây á thì người ta sẽ hỏi là mình liên hệ trước chưa, có số điện thoại ai. Thì bắt đầu mình đọc số điện thoại ra thì người ta sẽ dẫn mình đi ở cái khu đó. Mẹ ơi, số giả, số thật kìa. Số giả, đây. Sao lại số giả? Đây, có lửa chạy nè. Đó. À. Hay chưa, khu này thì có lửa chạy. Tiếp là khi mà mình nói cái số điện thoại á, thì người ta sẽ dẫn mình tới cái khu của cái người đó quản lý. Chứ không phải là mình muốn đi chỗ nào cũng được. Chờ xíu, mình đi vòng vòng đây đã. Mẹ nè, nó đi vòng vòng chút thôi mà. Thì đi vòng vòng ngắm cảnh có gì hay hay không? Tùy theo cả nhà chọn thôi. Thì mình hên đó là mình không, cũng không biết nữa, mình lấy lại cái số điện thoại mình gọi, có cái số điện thoại là 9816 đuôi á, là họ dẫn mình ra ngoài bãi biển luôn. Rồi mình cắm liều ở ngoài bãi biển này nè. Đó, ở đây nhìn ra nè, ở ngoài kia là biển đó. Theo mình thì mình thích ở ngoài biển hơn. Ở trong khu này thì chẳng khác gì cắm ở Sài Gòn của mình, dạng Sài Gòn mà ở quận 9 đó cả nhà. Cũng có camping bờ hồ giống vậy nè. Mình cắm bể biển nó mới thú vị chứ. Ra biển đồ dọc nước, đồ bắt cua bắt ốc rồi chơi. Cái cắm như vậy thì mình qua quận 9 Sài Gòn mình cắm được rồi chứ cần gì. Nè, con ngồi đây đốt lửa chạy đi. À, chơi không? Con chơi đốt lửa chạy không? Ừ. Nấu món súp. Nấu món súp hả? Có nấu gì đâu. Rồi bắt con sói lên đây nướng. Bắt con sói lên đây nướng. Sói thật hả? Sói thật. Đi hả? Không phải sói giả hả? À, em nó giống bói bói vậy. Đi tiếp đi. Giống bói bói. Con bé đó giống bói bói. Bé vậy. Đi mẹ. Con bé mặc áo đỏ. Gặp gia đình của bó tối. Con bé cũng nổi tiếng trên mạng. Bó bói Tệ Lâm. Bây giờ mình qua cái khu vitamin C camping nha. Ê đừng. Đây nè. Chèo súp nè. Sáng nay mình sẽ thuê mấy cái này mình chèo nè. Không biết là phải thuê không nữa. Chắc phải thuê. Thuê cái này hả? Thuê cái đó. Thuê cái đó là mấy mấy chèo. Wow. Khu bên này thì liều to không à. Liều mông cổ không. Khu này khu tập thể cả nhà. Họ ăn rất là nhiều. Đi đòn thì chắc nên thuê con nè. Ở đây cũng có lửa nè. Tâm minh. Có cây cầu kìa, con có muốn ra không? Hả? Cây cầu bờ sông đó. À, cái thuyền này nè. Sáng nay đem xuống hồ, bắt đầu người ta xây tròn, mình ngồi trên đó đó. Đúng rồi, mình dịnh vô đó, người ta xây tròn mình. Giống như trên tích tón hả? Đúng rồi. Đi, về. Chào ông bà cô chú buổi sáng ở biển và gần Hồ Tràm nha. Tối qua mưa quá ông bà cô chú ơi.
Bây giờ là sáng 7 giờ đó, dậy sớm. Mọi người sáng sớm ra tắm biển sớm. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để mình ăn sáng nha. Tại vì nhà mình đi không có chuẩn bị theo đồ, không có mang nồi niêu xoong chảo theo, không có mang mì gói theo, nên là phải đi vô đây ăn. Ở ngoài kia cũng có bán, nhưng mà mình muốn vào đây xem là có món gì lạ không, không? Chủ yếu là mì gói không mà cả nhà. Con hết con cúng kìa. Cúng con nó đi câu cá. Nó lại xuống đó á. Gió mát quá. Cái câu này bị lung. Con đi cẩn thận nha. Đi một mình còn không xong nữa, còn cầm cái điện thoại theo dắt một cái, dắt văng cái điện thoại xuống xong sông như dục luôn. Đó không? Buổi sáng ở đây cũng yên bình đó, mát mẻ. Mà thấy cả nhà nghe tối qua ngủ nó không có quen á, trời ơi gần bờ biển nó sóng nó đánh đùng 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 nguyên một đêm luôn, cứ tưởng đâu là đang nằm giữa lộ ngủ không. nằm mãi tới gần một giờ mấy hơn mới ngủ được. Sóng đến đùng 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 ngủ. Ở nhà thì ngủ êm ấm quen rồi, nhưng ra đây nghe sóng nó dỗ. Sóng dỗ gì gào người ta nói vậy đó, mà sao mình thấy cái gì gào đó. Nó đánh trời ơi. Nó đánh gì gào thì dễ ngủ mà sao nó nghe gì gào vậy. Vậy hả? À có hủ tiếu kìa. Con mỏi nó cứ chết con hoài à mẹ. Ủa cái này là mình mua hả? Rồi cái kẹo kéo rồi. Ủa cái này là mình mua hả chị? Mình mua trên đó. Mình ở thì mình nó đang sơm đang công công ty thì ở đây thì có ha. À là em ở bên khu bên kia vậy hả? Em hỏi thử coi. Ủa em ở đây có bán đồ ăn sáng không chị? Chị ở khu bên kia, khu bên biển bên kia. À, ở đây không có nấu bán hả? Ừ. Cái đó là chỉ phần cho khách ở đây ăn thôi. Đi, đi con. Vậy thôi đi về khu bên mình thôi. Này thì cũng tổng kết lại sơ sơ cho cả nhà, thì mình cũng đánh giá khách quen. Về phần đồ ăn á thì nó cũng khá là gọi là khu du lịch mà, thì nó giá rất là cao. Ví dụ như họ bán một phần bơm á chầm 3 lạng thôi là họ bán 250. Nếu mà mình đem theo á thì nó sẽ rẻ hơn, mình chỉ cần thuê bếp thôi thì nó sẽ rất là rẻ luôn. Nói chung là chỉ cần vào vé 150. Còn lại nếu mà đồ ăn thức uống mang đeo được hết á, thì họ cũng chẳng có phụ thu gì cả. Thì nó sẽ rất là tiết kiệm luôn cho gia đình mình đi. Còn nếu mà xài dịch vụ ở đây, ăn uống ở đây á, thì giá nó cũng hơi cao xíu. Bây giờ nước biển nó lên trong xanh rồi, rất là đẹp luôn. Người ta thì mới vào thôi. Còn nhà mình thì đã chơi ngày hôm qua nên bây giờ
chứ cũng khám phá hết rồi, cái gì biết hết rồi thì thành ra nó chán, không còn gì thú vị nữa. Rồi vậy thôi, xin chào ông bà cô chú nha. Nếu mà ông bà cô chú có dịp ra đây thử, thay đổi view, cảm giác cũng rất là đẹp, rất là thoải mái. Thay đổi buổi tối ra cả gia đình ngồi nướng thịt đồ ăn vui, mang đồ ăn theo cả nhà cho nó tiết kiệm nha. Anh nhỏ vẫn còn rất là tiếc nuối không chịu về đây nè.